Vì sao tắm sai cách có thể gây đau tim, đột quỵ? Tiếp xúc đột ngột với nước lạnh hoặc tắm quá khuya khi nhiệt độ giảm sâu có thể gây đột quỵ, đau tim do cơ thể bị sốc, các mạch máu còn lại làm máu lưu thông chậm. Thông thường, tắm nước lạnh được nhiều chuyên gia khuyến khích vì có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cho biết, tắm nước lạnh hoặc tắm với vòi sen giúp tăng cường lưu thông máu trong cơ thể, khiến các động mạch khỏe hơn và giảm huyết áp. Tuy nhiên, việc tắm nước lạnh sẽ phản tác dụng vào mùa đông. Việc này đặc biệt có hại với bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim mạch, người cao tuổi, người có bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh mạch máu ngoại biên, tiền sử đột quỵ cũng có khả năng bị đột quỵ cao hơn khi tắm nước lạnh lúc nhiệt độ xuống thấp. Lý do là việc tiếp xúc với nước lạnh đột ngột có thể gây sốc cho cơ thể, khiến các mạch máu trên da co lại, làm chậm quá trình lưu thông, do đó tim bắt đầu đập nhanh hơn để có thể bơm máu đi khắp cơ thể. Thời tiết lạnh, nhất là lúc sáng sớm hoặc tối khuya cũng khiến tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm cho cơ thể. Vì vậy, nhịp tim và huyết áp có thể tăng lên. Theo các chuyên gia, nếu tắm ở nơi không kín gió, tắm lâu, lúc cơ thể yếu mệt vào hai thời điểm trên cũng có rủi ro cao. Để phòng ngừa, các chuyên gia khuyên rằng vào mùa đông hãy tắm nước ấm, song không được quá nóng. Ngoài ra, không được dội nước lên đầu trước vì việc này có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Hãy dội từ từ trên cơ thể trước, sau đó mới đến đầu. Mặt khác, việc giữ ấm cơ thể cũng rất quan trọng. Nếu bạn dễ bị ốm trong thời tiết lạnh, hãy cố gắng mặc đủ nhiều lớp quần áo. Dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục và rèn luyện sức khỏe. Bạn có thể thực hiện các hoạt động như chạy bộ, đi bộ, thể dục nhịp điệu nhẹ, yoga, vận động tại nhà, khiêu vũ hoặc thiền. Tập thể dục thường xuyên giữ cho cơ thể ấm áp và giúp giữ dáng. Tận dụng tối đa các loại trái cây và rau xanh tươi theo mùa, tránh thực phẩm chiên, béo, đường sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu. Ăn uống thực phẩm ấm và kết hợp gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày. Cố gắng tránh làm những công việc nặng nhọc và vất vả nếu bạn mắc bệnh tim mạch, không uống rượu, bia và hút thuốc lá.